tú nữ mà đem đi nướng có ăn được không từ? Mà nghe nói nướng lên ăn nó ngon, nó thơm dữ lắm. Mấy trái mít tú nữ được gì có nhọn ở dưới quê gỡ lên được 5 trái thì khui ra được 2 trái để ăn rồi. Nhọn ăn cảm thấy thì nó rất là ngon, nó ngọt, với lại cái thịt nó mềm mà hạt nó lép nữa, ăn nó ngon dữ lắm. Thì quay ăn không đâu có hết đâu. Cái có mấy bạn kia vô nói còn dư vài trái kìa, đâu bổ ra làm thử cái món mít nướng coi ăn coi nó làm sao. Trời ơi, ta nói cái món gì mà lạ vậy? Đó giờ có ai làm chưa? Để bữa nay nhọn khui mấy trái mít còn lại nè, ra làm ăn thử coi. Đó giờ là mình toàn ăn sầu riêng nướng không à, chứ ăn mít nướng bao giờ đâu. Giờ bữa nay mấy bạn kêu làm nè, cho nên làm thử coi nó làm sao. Thì còn được vài trái mít cho nên là bổ ra lấy muối, mà công nhận mấy trái mít nhỏ này nè, muối nó nhiều dữ lắm. Còn ông nội ơi, mấy trái mít bự khui ra nó có 1-2 muối à, ta nói nó tức gì đâu. Còn mấy trái mít nhỏ thì muối một đống luôn. Giờ là khui trái mít ra rồi bỏ vô nồi chiên không dầu để nướng. Phải chi mà có lửa than để nướng á là nhọn đâu có bỏ ra đâu, để nguyên trái nướng luôn. Tại không có lửa than để nướng chui cho nên nướng gì nè cho nó dễ chín thì ta nói bỏ vô nướng, nó chín đó mọi người, cái nó thơm dữ dằn luôn. Ngồi trong ngóng chờ đợi, đợi cho thời gian nó kêu một cái ben để mình khui ra mình coi nó làm sao. Thì ta nói mấy cái món mít nó được nướng lên nó chín vàng ôm, nhìn nó vừa đẹp mà nó còn lại vừa thơm nữa chứ. Nhìn thôi thì cũng bắt mắt thấy thèm đó, cho nên là ăn luôn nè. Mời mọi người ăn cùng với nhọn cái món mít nướng này, ăn thử coi nó làm sao nghe. Thì ta nói ăn nó cũng y chang như mít thường vậy đó. Chỉ được một cái là ăn nó nóng nóng, chứ ngoài ra nó cũng bình thường à, nó đâu có khác lạ gì đâu. Ăn vào thì thịt nó cũng mềm mềm, nó ngọt ngọt rồi nó thơm thơm thôi. Trời ơi, ta nói bài ra cho nhọn chiên biết nữa, lau cái nồi chiên ra nướng cho nó tốn điện chơi gì đó, rồi kết quả ăn nó cũng đâu có khác lạ bình thường gì đâu. Thôi nghe, mới không có bài ra nữa nghe, tốn công quá trời tốn công rồi, quá trời mệt luôn rồi.